Ô, có tiêu đề là gì nhỉ? Hai tháng sau live stream của Trần Minh. Rất nhiều này. Đây, ra gõ tách anh cái. Rồi bắt đầu nhá. Bắt đầu thì khô lên. Ok. Ngồi này chưa? Đợi hết 5 phút ạ. Mọi người đừng nói gì nhá. Tắt hết điện thoại. Xong là tí anh cứ lên bình tĩnh nhá, anh bắt tay nhau, xem nào. Nội dung thế thôi. Cái gì vào chưa? Facebook được chưa? Bắt đầu nha. Xin chào các bạn, tôi là Trần Minh. Thì hôm nay thì có một cái số, hôm nay có một cái chương trình rất đặc biệt. Chương trình đầu tiên thì có tham cái chuỗi sự kiện mà tôi làm live stream, tức là bắt đầu từ 12 giờ trưa. Thì cũng xin lỗi các bạn là bây giờ đã quá khoảng 3 phút vì tôi cũng đi hơi tắc đường một chút. Thì tôi thì muốn làm, mong muốn là tôi sẽ làm một chuỗi sự kiện, tức là một chuỗi chương trình là một tháng tầm từ 2-4 số, là sẽ có cái buổi làm trên trực tiếp này để trao đổi với đối tượng và trao đổi với cả những anh em làm bất động sản, trao đổi tất tật vấn đề về kinh nghiệm, về ngành nghề, về kỹ năng, tất tật liên quan đến bất động sản. Thì hôm nay là cái số đầu tiên, hôm nay là ngày rất là đẹp, ngày 17 tháng 7 là cái số đầu tiên. Thì tôi có một mời một người anh, một người bạn, thậm chí là cả một người thầy. Thì hôm nay anh em tôi sẽ chia sẻ về cái chủ đề, rất là về một cái xóa lĩnh vực bất động sản. Thì tôi rất là vui hôm nay là Tuấn. Đúng không? Chào anh. Ok. Tức là đến hôm nay thì anh có uống nước, anh đã ăn cơm cho anh. Chưa. Thì là anh em mình chắc phải đến gần 2 năm không đứng chung sân khấu cùng nhau chia sẻ rồi. Đúng rồi. Vì là nó có những lý do, quá nhiều cái lý do. Tức là cái chương trình này, format mới của anh. Tức là trước đây thì em hay tổ chức cái buổi offline đúng không? Anh em mình là BSC tổ chức buổi offline chia sẻ khắp từ Bắc và Hà Nội, từ Hà Nội và Hà Nam. Nhưng bây giờ thì thời gian không có, sắp xếp anh em rất là khó. Thì bây giờ em làm chuỗi chương trình này. Anh rất là mong ủng hộ, cảm ơn anh buổi đầu tiên. Anh là số đặc biệt, số 1, số đặc biệt. Tôi thì cái em mở hàng rất may mắn, rất là nhiều người hay nhờ tôi mở hàng. Thế anh yên tâm. Thì nhưng mà trước khi đi về đây là chương trình của em, sân chơi của em, thì nó có một luật như này, sẽ là em yêu cầu là tất cả là phải trả lời thật, đúng không ạ? Thẳng thắn, đi thẳng vấn đề, tức là không được giấu giếm nữa. Thì thời gian chúng ta chỉ 4-5 phút thôi, nên là những câu hỏi em chọn lọc một số câu hỏi. Rất nhiều các bạn gửi về, thì em đã chọn một số câu hỏi rất là tọa chất chút. Thì em, tất cả anh em comment trên fanpage Phim Trên Truyền Thông thì các anh em bảo là phải anh Tuấn phải trả lời thật. Rất mong yêu cầu, anh có đồng ý với điều không ạ? Cái đó thì rất là nhiều người trên thị trường biết chất của chúng tôi cũng như là năm sao, thì chúng tôi chỉ nói thẳng hoàn, nói thật thôi, không có gì là giấu giếm cả. Nếu không giấu giếm thì là không có cái thương hiệu như ngày hôm nay. Ok, thì thời gian cũng nhiều, anh sẽ bắt đầu cái câu hỏi đầu tiên luôn. Thì như này, trước đây anh sẽ hỏi một câu hỏi này là mục tiêu của Đức năm sao năm nay là như thế nào, và đã hoàn thành hiện tại, là vì chúng ta qua 6 tháng rồi, thì hiện tại đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm này? Trước khi mà đi vào trả lời ấy, thì cho Tuấn dài dòng một chút. Lời đầu tiên rất là lâu thì mới xuất hiện. Tự dưng hôm nay lại có một cảm giác hồi hộp. Anh cứ bình tĩnh. Lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện, mà công ty tôi thì làm rất nhiều các chương trình live stream mà tôi không có như này. Kiểu đứng khoe lắm cảm giác. Và cái thứ hai là gì? Rất nhiều người hỏi tôi là anh Minh dạo này chia tay nhau à? Không có làm gì với nhau à? Thì tôi bảo là đâu, mọi người đang nghĩ như nào, chẳng qua là anh em rất là bận rộn, ai cũng có cái trưởng thành và ai cũng có những công việc riêng, ai cũng có cái doanh nghiệp riêng cần phải gây dựng và những cái mối quan tâm riêng. Thì như vậy tôi đính chính lại là anh em chúng tôi vẫn rất bền bỉ với nhau và vẫn ăn trưa cùng nhau,
cùng cả ekip của bên VSC. Cái nữa là chúng tôi đang rất hậu thuẫn lẫn nhau, chẳng qua chúng tôi không public thôi. Chứ vậy ngay ngày hôm nay tôi có một cảm giác hồi hộp để cùng với Minh để cùng lại cái cảm xúc, bởi vì cái mà tôi rất là trăn trở khi cùng với Minh anh khoảng độ tầm 6 anh chị khác là lập ra VSC là phải trao giá trị. Chứ vậy ngày hôm nay tôi lại quay trở về những cái gì mà mình đã chúng ta đã thành lập VSC từ những ngày đầu đến bây giờ, và tôi cảm hồi hộp nó làm như thế. Ok, anh mình kịp em ạ. Rồi, anh tập trung câu hỏi cho em cái vì thời gian thực sự không có nhiều. Rồi. Em hỏi đọc lại nhé. Tức là một mình nhớ, mình nhớ câu hỏi mình quên trả lời. Nhưng mình rất là nhớ. Thứ nhất là mục tiêu của năm sau là doanh số là 4K, 4.000 tỷ. 4.000 tỷ đúng không ạ? 4.000 tỷ. Trong năm, tức là trong năm 2018. Rồi, ok. Thứ hai là vươn tới cho đủ 10 chi nhánh, bây giờ mới thực hiện được 4 chi nhánh, hoặc mục tiêu 6 chi nhánh trong 6 tháng còn lại. Và hiện tại đạt được 1.5K trong 6 tháng, 1.500 tỷ. Còn 2.500 tỷ. Anh có tự tin về cái khoản mà anh vừa mang còn 6 tháng không ạ? Rất là tự tin, bởi vì chúng tôi đọc nó minh chứng bằng cái quý 2 là 1 tháng bằng những cái quý trước chúng tôi là 1 quý. Thế nên là rất là đúng lộ trình. Thế là bắt đầu là đã bắt em thấy bắt đầu là vào form. Vào form đúng không ạ? Ok, rất là tuyệt vời. Chứ là mọi người nhớ rằng là anh mục tiêu của sản anh Tuấn rất là khủng khiếp, 4.000 tỷ đúng không ạ? Một cái câu hỏi tiếp theo nha anh nhé, thì là công việc dạo này gần đây anh thế nào? Đấy, tức là mọi người đang thắc mắc mà có nhiều người đang thắc mắc là bây giờ anh còn bán hàng hay không? Bởi vì là em, tức là anh thì là danh hiệu em đúng không? Tức là anh là có danh hiệu Best Sales tập đoàn 2015 đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người hỏi, bây giờ là mọi người thắc mắc rằng là anh bây giờ còn bán hàng nữa không? Và bây giờ anh bán hàng còn nhất không? trước 2018 thì tôi vẫn còn bán, nhưng bắt đầu từ năm 2018 thì chúng tôi đã lui về. Năm thứ 2015, 2016, 2017 chúng tôi vẫn vừa làm vừa kèm cặp. Năm nay thì chúng tôi bắt đầu lui về chinh phục cái lớp thang tiếp theo, đó chính là quản lý và gây dựng hệ thống. Thế vậy là bây giờ không có bán hàng nữa. Nhưng mà bật mí mọi người có một cái bí mật khoảng độ tầm sau ngày mai chúng tôi sẽ bật mí cho mọi người. Mọi người thấy cách mà chúng tôi đã tạo ra những cái sân chơi, những cái thế hệ tiếp theo thực sự xuất sắc. Bây giờ chúng tôi cũng như anh Đại Hưng hay rất nhiều anh chị em khác bây giờ chỉ là lưu tiêu thôi. Tất cả đã bị xoắn ngôi rồi. Và bằng chứng thì ngày mai mọi người có thể lên Facebook của tôi hay rất nhiều Facebook của anh chị em năm sau, chúng tôi bật mí một cái thông tin mà 3 năm rồi chúng tôi mới có. Chúng ta cũng chờ đợi cái đường. Em bảo chút nữa hơi em hơi tò mò đấy. Đó là mô hình mới hay là một cái gì anh có gợi ý một chút được? Như em hỏi đấy, em hỏi là anh còn bán hàng hay không và bây giờ anh còn là nhất nữa không? Thì chắc là thì bây giờ anh không còn bán hàng nữa. Và cái kết quả ai là nhất thì ngày mai chúng ta sẽ cùng biết. Ngày mai sẽ có cái buổi công bố là top sale của làm sao đúng không? Không ạ, ngày mai thì nó không phải là của nội bộ, nó mang tính chất diện rộng. Ok. Chứ vậy là chờ ngày mai đi. Tức là ngày mai, em hỏi hiểu rằng là ngày mai sẽ xuất hiện một ngôi sao mới. Chính xác. Anh nhớ những cái ngôi sao. Và không phải là tự phong. Best sale 5 sao thì nó rất là bình thường. Nhưng best sale một cái sân chơi lớn thì nó khác. Anh nhớ giới thiệu bạn để em làm marketing nhá. Tại vì nói kém quá. Ok, một cái câu hỏi này thì anh nghĩ cũng nhiều người hỏi này. Và cũng nhiều người quan tâm này. Tức là anh cho em biết là cái ý nghĩa của công ty mình là năm đĩa ốc 5 sao đúng không ạ? Thì cái ý nghĩa của công ty mình là như nào thì mình cũng có nhiều người là chưa biết. Sao? Cái này thì chúng tôi đã mất một tầm 1-2 tháng để tìm về cái name của công ty. Thì cái này thì do xuất phát từ chị Thủy hiện nay là tổng giám đốc công ty. Tôi thì bây giờ lui về rồi, tôi về làm chủ tịch back up đằng sau nhiều hơn. Chị Thủy thì hiện nay là tổng giám đốc. Thì chị Thủy chính là người đưa ra cái name này và chúng tôi thấy rất thuyết phục. Bởi vì cái dạng đó là chúng tôi chỉ phân phối các bất động sản 5 sao trở lên. Thì nó cũng vui là từ thành lập từ 5 người, Tuấn, Thủy, Vinh, Nhi, Hưng. Đó, đấy là 5 cái người mà sáng lập nên 5 sao. Nhưng cái đó không phải là tất cả, nó chỉ chiếm 10 đến 15% thôi. Còn 70-85% còn lại nó là gì? Đó là chúng tôi muốn hướng đến cái service, cái dịch vụ và cái sản phẩm dịch vụ 5 sao. Có cái giai đoạn chúng tôi cũng không đạt, có cái giai đoạn chúng tôi vẫn phải nhìn nhận lại để mình đã thực sự 5 sao chưa, hay như dịch vụ service cho nhân sự, cho khách hàng đó, hay như là cái sản phẩm phải là sản phẩm uy tín đó. Cái ý nghĩa là như thế. Và chúng tôi vẫn định vị là gì, 5 sao đó là một cái thị trường ngách chỉ chuyên các bất động sản nghỉ dưỡng và sản phẩm 20-30 tỷ, sản phẩm cao cấp. Rất là quy tụ của lòng con người đúng không? Đúng. Tương đương dịch vụ là hoàn hảo khách hàng, đó là một sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, dịch vụ cho cả nhân sự, cho cả nhân trong ngành môi giới.
Đây một câu hỏi khó này, anh sẵn sàng không nào? Thế thì vừa năm vừa rồi mình xuất hiện 6 sao thì có phải là công ty con hay thế nào phải không? Hay là như thế nào? Vì cũng rất nhiều người thắc mắc, thì cũng có thể có người, em nghĩ cũng có người hỏi anh rồi và cũng có người chưa hỏi, anh trả lời thẳng vấn đề em cả. 6 sao thì là một công ty của người em của chúng mình, khi mà em đã có thành công bước đầu thì em tách ra, các em có cái sân chơi riêng và các bạn ấy đang thể hiện với sản phẩm của Sun Group. Nó không liên quan gì đến cổ đông cổ phần gì mình cả. Cổ phần không liên quan đúng không? Ừ. 5 sao và hơn 6 sao. 6 sao đi không? Và chúng tôi vẫn đang hậu thuẫn rất là nhiều cho 6 sao. Ừ. Cũng như là chỗ bạn Tiến bây giờ mở thêm một sàn nữa là sàn An Phúc thì chúng tôi đang hỗ trợ rất là nhiều. Đây là những người em mà chúng tôi rất là quý và chúng tôi không có giấu cái gì cả. Cái này mà cần cái gì là chúng tôi hỗ trợ, thậm chí là cái nguồn hàng chúng tôi có cái quan hệ như nào. Ừ. Chúng tôi cũng chia sẻ. Chứ chúng tôi không có giấu và không có giữ gì mà không có gì người ta. Tức là như vậy là em hiểu một chút là tức là một cái bạn em cũng biết và em cũng biết Tiến và em cũng biết cái độ đấy, em anh em hay là bọn cùng nhau, tức là họ đã làm ở đây, họ đã ra còn lại là không liên quan đến nhau cả, hỗ trợ đương nhiên rồi, chúng ta vẫn là phải giao lưu và hỏi với nhau mà. Thì đây em nghĩ đây là một cái vấn đề, đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, phức tạp trong lĩnh vực bất động sản. Đây là một câu hỏi nghĩ là rất nhiều quan tâm. Đây này, hiện nay các sản bất động sản thì nhân viên nào có thời gian đúng không ạ, rồi xong rồi nghỉ. Tức là sau khi được đào tạo, đa phần là những cái bạn mà không biết gì đúng không anh? Tiến theo khoảng một cái thống kê nhỏ là cái sàn mà khi mà các bạn bắt đầu vào thì không biết bao nhiêu người đã làm bất động sản rồi, mà bao nhiêu người là người mới tinh. Cái sau đó được đào tạo xong, đúng không? Họ làm có một chút thành quả thì họ tách ra mở công ty mới. Thì công ty anh như vậy là anh, công ty anh cũng có như vậy đúng không ạ? Có. Như vậy thì anh không biết anh xử lý việc đó như thế nào và anh có, nó có ảnh hưởng đến kết quả của công ty không hay như thế nào? Đây là câu hỏi rất dài, em sẽ hỏi như đầu tiên đó. Hiểu. Okay. Mình rất là hiểu, tại vì mình rất là tập trung và cũng chia sẻ, bởi vì những cái này nó quá đơn giản, bởi vì mình đang làm thật mà. Mình không phải là người không làm đâu. Thứ nhất là cái hiện tượng là người ta chưa biết nghề, người ta vào một học nghề và người ta làm tốt. Và sau đó người ta ra nghề, đúng không? Người ta lập sàn riêng, mở một đội nhóm riêng. Đúng rồi. Thì cái này thì năm sao thì rất là khác biệt. Không có dấu, thậm chí chúng tôi còn vẽ ra lộ trình luôn. Một cái người new comer như nào, một cái người new success như nào, một cái người new success team như nào, một cái người chủ sàn như nào. Chúng tôi vào chúng tôi vẽ hết rồi, không có dấu gì cả. Và chúng tôi rất là khuyến khích ai có khả năng thì hoàn toàn làm được. Nhưng bán hàng tốt không nghĩa là quản lý và điều hành doanh nghiệp tốt. Mọi người đừng có lầm tưởng nhé. Đây không phải là chúng tôi mị dân hay là gì cả. Bởi vì thực tế khi mà chúng tôi làm thì rất nhiều người anh em hỏi chúng tôi. Và chúng tôi thấy là kể cả những cái bạn nhân sự chúng tôi mở ra ngoài thì cũng có những thành công, nhưng mà nó chỉ trên bản chất là của một đội nhỏ, chẳng qua nó có khác một chút là nó có danh công ty thôi. Đó. Nhưng như thế thì cũng được, nhưng mà cao hơn nữa thì mình thực sự phải có tên trên thị trường, phải có số có má trên thị trường, có thương hiệu và có chất lượng chính xác. Chứ còn để mà mở một công ty bình thường thì không khó, chúng tôi rất khuyến khích các bạn làm việc đó. Nhưng khi mà các bạn không đủ năng lực, không đủ được cái tầm quản lý, không nhìn được cái tầm vĩ mô thì sao? Thì hãy quay trở về là một mảnh ghép của một doanh nghiệp nào đó. Bởi vì bán hàng bản chất nó chỉ là một mảng thôi. Nó còn quản lý, nó còn về vốn, nó còn về chiến lược, nó còn bao nhiêu thứ khác nữa. Chứ không hề là, đừng có nghĩ là bán hàng là tất cả, không có. Thậm chí rất là nhiều anh chị chia sẻ với tôi là mở doanh nghiệp xong thu nhập còn không bằng ngày xưa làm sale. Đó là một sự thật, nên là anh em ta hoặc là bất kỳ anh chị có cái câu hỏi gì cho chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có thể pop it, đừng có ngại. Còn mình không đủ năng lực thì mình nên trong một cái mảnh ghép lớn. Đây là cụ thể hơn nha, em hỏi chút là bây giờ biết bạn nhân viên ở công ty anh ấy là bao nhiêu người, là em hỏi chút tỷ lệ của anh có thể đáng chừng nhé, là bao nhiêu người mà vào khi là nhân viên mà chưa biết gì bất động sản, khoảng bao nhiêu phần trăm, và những người bất động sản biết bất động sản được bao nhiêu phần trăm? Cái này thì mình sẽ nói hàng ngũ lãnh đạo đi. Trong độ tầm 20 mấy lãnh đạo thì mình chỉ có 2 người ra đi. Hai người ra đi đấy bản chất chỉ là gì? Anh em nó có không hợp với gu để làm chuyên nghiệp, để làm chuyên biệt. Đó. Và gì? Một người anh em nữa thì là các bạn ấy thích thể hiện cái khả năng và cái năng lực của mình. Thì bọn mình rất khuyến khích về điều đó. Chỉ nguyên nhân nó là từ 2 cái đó. Còn lại là 20 mấy anh em vẫn đi cùng mình và rất là bền vững. Thậm chí mở các chi nhánh, mở thêm các sân chơi mới để chinh phục. Thì tỷ lệ mình biết rồi, tỷ lệ là không còn là như vậy, là thấp so với các lĩnh vực khác, so với các sàn khác. Em hỏi chút thì biết là tóm lại là khi họ ra đi như vậy thì nó có bị ảnh hưởng anh tức là nó một có ảnh hưởng về tinh thần của anh có lắng không này, và sau đó ảnh hưởng anh, nếu mà ảnh hưởng anh xử lý thế nào,
đúng không ạ? Và thứ hai nó có ảnh hưởng đến số không? Thứ ba có hoàn toàn vậy. Cái này sự thật thì là không. Không ảnh hưởng đến số. Còn 2016 thì có một bạn ra ngoài làm, sau đó thì công ty lại còn tốt hơn, tăng trưởng còn hơn nữa. Anh trong 17 còn tăng trưởng hơn nữa, không có liên quan gì cả. Và chúng tôi cũng nói thẳng là ai mà thích các bạn đó thì có thể ra ngoài và chỉ cần nói thẳng thắn với chúng tôi. Còn cái điều quan trọng là gì? Cái này nó là sự khác biệt này. Là cái nêm của bạn và cái doanh nghiệp của bạn phải có cái chất thì tự anh em nó kéo về. Tự những người bạn, người thân, người quen và những người đồng nghiệp họ kéo về. Chứ vậy bằng chứng là chúng tôi luôn tăng trưởng. Và 2017 thì chúng tôi đạt 2.300 tỷ, hôm nay đặt mục tiêu là gần gấp đôi, để cho mọi người minh chứng điều là nó không thực sự ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là do cái chiến lược của hàng ngũ ban lãnh đạo. Ok, thế là anh từ đấy là anh nhấn mạnh cái việc là hàng ngũ lãnh đạo. Đúng không ạ? Thế em thì tất nhiên là em với anh thì nó cũng không lạ gì nhau rồi. Rồi. Đúng nhỉ? Thì sau đó anh nhân bản thì anh vừa nói là khoảng tầm 27 lãnh đạo, tức là cấp trung và cấp cao đúng không? Tức là có đây ngôi vua sáng lập. Và cấp trung thì anh hỏi một câu hỏi thứ hai này, đó là làm sao đánh quy tụ những người giỏi làm cùng nhau và họ đồng lòng với nhau được. Tại vì là cái này là cái thị trường cũng đang thiếu này. Em thấy là hầu hết các sàn hiện tại là cứ làm trong một thời gian tách ra thì cái công ty đang rất là tốt, đúng không ạ? Sau đó thì cứ yếu dần cái tiền đấy, là may anh còn mạnh lên, đúng không? Còn các công ty còn lại thì khi mà họ tách ra thì họ cứ yếu dần. Theo bản thì cái làm sao được? Có phải là về lợi nhuận ăn chia hay là phân bổ công việc? Hay tóm lại làm sao? Anh có bí quyết hay kinh nghiệm gì không ạ? Rất cụ thể nhé. Anh về cái này rất là quan trọng. Tại vì cái này là rất nhiều người đang sợ. Thì vì nếu mà anh biết rồi là làm bất động sản, nếu mà làm một mình rất khó thành công. Nó phải là một nhóm, nó phải là một cái mô hình team work rất là mạnh thì mới gọi là gây dựng được gọi là thương hiệu, nên gọi là thương hiệu và chất này. Còn nếu mà làm một mình thì có sức đến mấy thì cũng anh nghĩ cũng khó, không làm được, không tồn tại được, đúng không ạ? Nếu làm cá nhân thì bán hàng cá nhân thì ông vào mạnh đúng không này, còn không thì nên học lại. Thì đây là vấn đề, tức là làm sao để mà một là quy tụ được, cái hai là giải quyết cái bài toán ăn chia hay là cái gì đó, anh chia sẻ. Câu này mà tôi trả lời thì mọi người có khi phải giả tôi hơn tiền. Bởi vì thực ra là cái này thì tôi có may mắn được những người anh, người mentor, người cố vấn của mình hỗ trợ. Nó từ hai khía cạnh. Đầu tiên là trong cuộc chơi, cuộc sống hàng ngày. Ví dụ tôi, anh Minh, chúng tôi chơi với nhau như nào và đối xử với nhau như nào trong cuộc sống này, trong phong cách bạn bè này. Minh thì anh chơi Minh có được không? Ok nhỉ. Mình cần cái điều đó đầu tiên đấy. Còn cái công việc nó để sau, anh em phải chơi với nhau nó thực sự happy và thực sự công bằng này. Từ chơi trong cái công việc. Đúng rồi. Thế sau đấy thì là gì? Bắt đầu công việc, bởi vì cách mình hành xử vào trong cuộc sống là cách mình hành xử trong tất cả lĩnh vực nào đó. Đó. Mình luôn tâm niệm cái điều đó. Chứ như vậy trong công việc cũng vậy. Nó hai cái từ mà mình khá là ưng, mình khá là theo đuổi mình rất là lâu rồi. Đó chính là cái từ công bằng và cân bằng. Đó. Công bằng ở đây là gì? Là bạn có dự đám đưa ra mối công thức không? Ví dụ như anh chị em đến với chúng tôi là chúng tôi có công thức chia. Ví dụ có một cái người có nguồn thì có 50%, người chốt thì 20%, người tư vấn 20%, người chăm sóc là 10%. Có người thì vào không thích, nhưng hầu hết là thích, tại vì nó rất là rõ ràng. Trước khi ông làm, ông đưa công việc ông làm hay không. Trong cái đấy, ngày xưa thì cá nhân chúng tôi cũng làm bất động sản giai đoạn 2009-2010. Là nó không rõ ràng, là chính vì vậy anh em mất lòng nhau, chính vì vậy từ bỏ nhau. Xưng tôi khác, từ rõ ràng lên được. Kể cả rất là nhiều anh em cũng hỏi tôi làm nào để anh có lương, anh vẫn làm tốt và vẫn đông, doanh số vươn lên và anh em vẫn ở lại. Thì bản chất là gì? Là chúng tôi rất là rõ, minh bạch về tài chính. Bởi vì chúng tôi chia sẻ theo cái cách là gì? Ví dụ chúng tôi được 3 đồng thì chúng tôi chi cho anh em là bao nhiêu? Trung bình là 1 đồng rưỡi đến 1 đồng 8. Đó, còn lại là gì? Một độ tầm 0,8 đồng là chúng tôi chi trả chi phí. Chúng tôi chỉ có một cái số lượng rất nhỏ, chỉ chiếm 2% lợi nhuận. Thực ra nếu mà để mà tôi làm, chúng tôi cái team của chúng tôi mà làm bán ấy, mà tự bán ấy, thì chúng tôi thành công rất là nhiều, lợi nhuận nó không phải là 20% như vậy, nó còn cao hơn. Nhưng ngược lại là chúng tôi đem một cái sứ mệnh, nó không nằm ở vấn đề về lợi nhuận về cá nhân tôi hay là về cá nhân nào đó, mà quan trọng là vì những cái sứ mệnh. Bởi vì chúng tôi rất là tham vọng một cái điều là gì? Chúng tôi muốn lâng tầm cái nghề môi giới, cũng giống như tôi với anh Minh cộng 6 anh em khác thành lập VSC, lâng tầm môi giới ở Việt Nam. Và chúng tôi vẫn tôn chỉ một điều, chúng tôi sẽ là hình mẫu của tất cả công ty bất động sản khác. Và chúng tôi rất happy là trong 3 năm vừa rồi, rất nhiều các công ty hoạt động các cái chương trình fit lead, chương trình đọc sách,
chương trình trên link họ khá là giống chúng tôi. Nhân bản. Thì câu chuyện ở đây là quay trở về nhân sự thế thôi. Là cuối cùng là một cái điều là minh bạch và công bằng rõ ràng. Giống như một cái công ty làm sao cũng thể hút vốn, hay như là tại sao được rồi chúng ta cũng thấy một hiện tượng trong ngành chứng khoán đó là công ty Vinhome, tại sao họ niêm yết sàn tốt như vậy, chiến giả họ public con số rõ ràng, đúng không? Rõ ràng minh bạch, thế là người ta chấp nhận cuộc chơi thì người ta vào, không chấp nhận thì người ta lại chọn một cái mã khác. Đó, thì với doanh nghiệp cũng như vậy, để mà mình hội tụ được, một là cách sống, hai là mình rõ ràng rồi và minh bạch. Tức là đây cái từ minh bạch công bằng em thấy nó đơn giản thế mà nó khó đâu. Đúng rồi, bởi vì có những lúc như anh với mình cũng đã va chạm một vài giao dịch, đúng không? Như cách đây được tập tôi cũng rất là vui khi hôm trước chia sẻ với mình là một cái người khách hàng mà mình chuyển cho tôi ngày đó, và đến bây giờ chị vẫn gọi cho tôi. Và yên tâm một điều là gì, kể cả bán được tối thiểu tôi cũng phải mời ông này đi ăn trưa, và tôi sẽ phải báo cáo với ông này. Và tôi cũng có rất nhiều người bạn sau gửi khách sau 1 năm 2 năm tôi gọi đến chia tiền của người ta rất là nó ít thôi, nhưng người ta rất là bất ngờ và người ta thực sự hạnh phúc. Đó, nên là quan trọng là mình có dám bỏ qua những cái nhỏ nhen tầm thường kia để mình chơi một chơi công bằng. Nếu mà mọi người mà cảm thấy cái câu hỏi, cái câu trả lời của anh Tuấn mà nó chưa sâu thì mọi người cứ comment, và nếu mà có câu hỏi đấy thì mọi người thấy cái câu hỏi nó dễ quá thì mọi người có thể hỏi sâu hơn nữa. Tại vì là tôi muốn tăng mức độ, anh có đồng ý tăng mức độ khó thật không? Khó hơn được đúng không ạ? Bởi vì anh nha, anh không được. Tại vì thực ra em muốn hỏi sâu hơn, ok, đó là bí mật của cái việc là đội nhóm tốt ấy, là công bằng, là minh bạch. Thì em nghĩ rằng là khi bắt đầu bất cứ đội nhóm nào thì anh em đều đến với nhau là bên phải chơi nhau đã. Đúng rồi đã. Thế nhưng mà sau đó thì đều thất bại vì là không công bằng và minh bạch. Em có thể chơi nhau ở bên ngoài rất tốt, rất là tốt, nhưng mà khi mà làm chơi nhau rồi thì đó là có thể không được công bằng và minh bạch nhau đâu. Thì bây giờ thế này. Bây giờ làm sao đi, bây giờ anh quay lại đội ngũ 5 anh em. Thì bây giờ 5 anh em là công bằng mà chưa đẹp hết hay như thế nào? Anh có sâu hơn chút nữa. 2017 thì chúng tôi trở về trước thì có như vậy. 2018 thì chúng tôi bắt đầu nâng lên thành một cái doanh nghiệp lớn, thành một hệ thống phân phối. Thì chúng tôi không dừng lại ở 5 người nữa, mà chúng tôi người nào phù hợp thì sẽ ở lại, người nào không phù hợp thì là backup. Đó. Thực sự những người có năng lực và hợp với cái tầm nhìn mới của công ty, bởi chúng tôi tham vọng rất là lớn trong thời gian tới, thì cái đấy mình sẽ bật mí sau. Giờ mình làm những cái chiến thắng ban đầu đấy, và chúng tôi bắt đầu là trao cổ đông cổ phần cho những người phía dưới, như 20 mấy 25 người mà tôi nói đó, hay những cái cấp quản lý, hay những cái nhân sự mới vào mà chúng tôi thể hiện thấy được cái điều mà tố chất, và chúng tôi sẵn sàng là xem cái lợi nhuận. Thì bây giờ cái cách làm nó là mô hình của một nhiều công ty trong một công ty lớn. Em cũng thật là em đánh giá cái câu trả lời này được 8 điểm không? Đấy. Và em lại hỏi cô Sôn nữa. Tất nhiên là em đi cùng anh là từ lúc mà nó còn chưa gì, đúng không anh? Từ lúc mà còn ở Royalty đấy, từ ngày đầu tiên không? Đó, ngày đầu tiên. Thì lúc đấy là gần như anh em chưa gì cả, góp mấy triệu làm một cái văn phòng một công ty, đúng không anh? Và đến bây giờ những thời điểm đấy thì đó là không thể so sánh bây giờ được, là cả về tiền, về quan hệ, về vốn, về thương hiệu, đúng không ạ? Lúc đấy thời đấy tôi đang là chỉ góp với nhau chục triệu để làm mở văn phòng cho phòng, nhưng bây giờ lên số là 4.000 tỷ rồi. Là một em có cho là năm ngoái em mình lấy mốc năm ngoái đi, 2.3 tỷ đúng không ạ? Thì rõ ràng làm sao để cái anh làm sao để anh nó đều được như thế, khi được như thế. Em đang hỏi là anh em thế trước em chưa nói về quy mô sắp ở gần đây là mình đã mình chia sẻ trong 25 đô ngũ mới đúng không ạ, các anh làm mới, nhưng mà em đang nói là cái vấn đề là lắp anh em cái gốc đấy, thì anh có cái gì anh có thể bật mí sâu hơn được không? Nó đơn giản thôi mà có cái gì đâu. Thứ nhất, bản chất ở đây là trong một cái team ấy, thì chúng ta mỗi người một cái công việc, mỗi người một phận sự, mỗi người một cái thế mạnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cần một team leader là một người cứng, cũng như là người thể hiện đúng là một người anh, một người chị. Thì chúng tôi may mắn được là những cái mảnh ghép hội tụ lại được điều đó. Và cá nhân tôi được các bạn Phong và anh Cả, chúng tôi cá nhân tôi rất là nỗ lực và nhìn một cách là công bằng và cân bằng nhất cho từng người, chứ không bao giờ tôi phán xử riêng cho người này nhiều hơn người kia, không bao giờ tôi có điều đó. Cá nhân tôi thế, và có những giai đoạn tôi cũng phải chịu thiệt, phải nhún nhường, phải win-win mà là không thể win-win được 4.5 hạn thì sao các bạn sáu thì đấy cũng là cái key mà
Tôi cũng gặp rất nhiều các team tại sao người ta làm lúc đầu rất là mạnh, sau đó nó cũng vỡ. Bản chất là do không có cái team leader là cái người cầm cái. Sau đó không nghe. Đúng rồi, nó không nghe, và cái thứ hai nói nhưng mà người ta không phục, bởi vì nói như vậy hành động không có vậy. Chứ vậy là cái khác nó là khoảng nào? Em thì cũng đi, tức là em thì hiểu rõ rồi, nhưng mà hiểu rõ các em trong năm em rồi, em đang ngồi bên rồi, em ngồi bên rồi, chị Thùy rồi, ngồi với cả Nhi rồi, thì đúng là mỗi một người là một cá tính khác nhau. Đúng rồi, đúng không ạ? Thì em có một cái này nha, vì là ở đây thì có hai vợ chồng, anh cũng chưa quên anh với chị Thùy là vợ chồng, Vinh Nhi, thì qua giờ có việc là mình bao che cho nhau thôi, là người mình người nhà vậy, đúng không? Có bao che bao giờ anh hoàn thành xem có bao che không? Bao giờ bao che chưa? Không. Tức là chị nhưng mà sai là mày mắng thẳng thừng luôn. Đúng không? Bởi vì lúc này là công việc chứ không phải là vợ chồng. Đúng không? Đúng là phải như vậy thì nó mới gọi là như anh nói là công bằng. Như anh nói là công bằng. Cứ bao che đánh nhau thì như vậy là khi mà anh mắng như vậy sau đó anh phải xin lỗi, đâu không bền đàm phải xin lỗi. Ra chúng tôi thì không bao giờ có mắng nhau. Mình đã hiểu lầm. Chúng tôi không bao giờ có mắng nhau, chúng tôi chỉ góp ý cho nhau. Có những cái nó quá thì mình chỉ nói mạnh giọng thôi, chứ không phải vì ai cũng cần được tôn trọng, ai cũng cần được phải vinh danh, phải được ghi nhận. Thế vậy nó không có cái khái niệm mắng chửi gì ở đây. Okay. tức là cũng có những lúc bất đồng quan điểm, không đến mức là gọi là... Nhưng mà quan điểm của chúng tôi là gì? Trong cái bàn này thì là công việc, sau cái bàn này phải vui vẻ phân đi. Tức là thống nhất với nhau luôn đúng không? Vâng. Và không phải vì anh Minh hay vì tôi hay vì bà Nhi hay vì ông Hưng, quan điểm là vì cái chung. Chúng tôi bao giờ đưa một cái bản cân là vì cái chung, chứ không phải vì bất kỳ ai. Rồi, vì chung, ok. Là cũng khó mà tìm được những mảnh ghép như vậy. Thực ra không khó đâu. Và quan điểm của tôi là tôi vẫn có một khái niệm tình cảm, tôi cũng hay chia sẻ với các bạn là cứ phải sai đi. Tại sao tôi may mắn làm được điều đó, và các anh em cũng mỗi tụi và các bạn cũng làm rất xuất sắc, như Đại Hương làm rất xuất sắc đúng không? Chị Thủy năm nay chị cũng làm có tốt hơn nữa. Chị Nhi cũng vậy, hay như anh Vinh cũng vậy. Chiến giả là gì? Cần một cái gì, một cái rõ ràng, một cái nỗ lực của từng phía, và cùng đem đến cái hiệu quả chung cho tất cả mọi người. Vâng, ok. Vậy thì câu hỏi này thì em nghĩ rằng nếu mà bạn nào có thắc mắc thì có thể inbox danh Tuấn để trả lời sâu hơn, tại vì em nghĩ là có văn bản cái gì đó hoặc là alo cho mình thì tốt hơn, tại vì thời gian này thì mình cũng không có thời gian chat nhiều, cho nên vậy cứ gọi thì tốt nhất. Em hỏi chút là hiện tại thì anh em có hỏi rằng hiện tại thì quân số của mình trong toàn hệ thống thì có bao nhiêu anh em sale ạ? Cố định hiện nay vẫn là gần 200 anh em. 200 anh em trên toàn hệ thống. Thì câu hỏi này này, anh đi câu hỏi này nó rất là khá thú vị này. Thế anh quản lý một sàn gần 200 anh em đúng không ạ? Thế này anh biết rồi, em bản thân em là cũng thử làm kinh doanh nhưng mình không quản lý được. Thì anh hỏi chút là anh cứ bởi cái mà việc anh dành thời gian quản lý một sàn với cái việc mà làm sao cân đối, anh cũng biết là anh có hai cháu, hai công chúa, hai kiểu công chúa rất là xinh. Đấy, các cháu đang là tuổi học không anh? Đúng rồi. Đấy, thì anh làm sao anh cân đối, tóm lại là anh làm sao cân đối công việc và là gia đình được. Thì này anh làm thế nào? Thì hai vợ chồng anh đều làm công việc hết. Thì như người khác thì một vợ làm chồng làm công việc thì vợ ở nhà, hoặc là vợ làm việc chồng ở nhà, ví dụ thế là thì vì anh làm cái đấy được. Thì anh biết hai cháu anh rất là giỏi. Ok. Câu hỏi này thì tôi cũng đã trả lời một phần rồi. Trong cuộc sống như nào thì trong công việc mình như thế. Chính vì vậy nên là với gia đình thì ngày đầu thì chị Thủy cũng chưa có làm nghề, nhưng mà tôi vẫn hay chia sẻ. Ít cái một cái điều nguy hiểm nhất mọi người là về không chia sẻ với vợ và với con mình hoặc với chồng mình. Cứ đi đêm về hôm sau đấy không có chia sẻ. Chính vì vậy mình cần phải chia sẻ. Thậm chí như công ty chúng tôi còn khuyến khích mọi người làm vợ chồng. Bằng chứng là chúng tôi còn có hơn 20 cặp. Có người thì họ đã lấy vợ lấy chồng, họ đến đây. Có người thì đến đây thì bén duyên thì họ thành cặp. Rất là vui. Năm nay thì chúng tôi có 2 cặp, năm 2018. Gần như là một cái nơi mà gì? Công ty mai mối. Trong cánh hay nhiều đôi với nương. Rất là vui về cái điều đó. Thế vậy là tôi muốn đưa với mọi người một khái niệm là nếu mà được thì nên làm cặp. Vì nó cũng có những cái hậu thuẫn rất là tốt cho nhau. Và gì? Nếu mà không làm cặp được thì như nào? Thì chúng ta nên có các chương trình như chúng tôi rồi. Thường là tổ chức ngày hội sinh nhật công ty thì cá nhân chúng tôi thì không có mời khách hàng và người đối tác, chúng tôi không có mời, cùng lắm thì một hai người thôi. Còn đâu chúng tôi sẽ dành cho gia đình, vợ chồng, bố mẹ, người thân hoặc con cái đến để hiểu là công việc bố mình mẹ mình đang làm gì,
Đó, hoặc là gì, chúng tôi có những bữa ăn tối ăn trưa có thể mời cái người thân đến cùng ăn với chúng tôi để hiểu nhau. Hoặc là gì, bởi vì chúng tôi làm rất nghiêm túc chứ không phải là một công ty thế này như khác. Bởi vì hầu hết là mọi người không dám nói sự thật cũng như là không dám đưa đến. Hay thậm chí chúng tôi rất là khuyến khích là cuối tuần thứ bảy nhật mọi người có thể đưa con mình đến. Hoặc là những cái ngày như nào có thể đưa con cháu đến. Bởi vì chúng tôi rất khuyến khích điều đó để mình hiểu. Và đây cũng là một cái nghề mà vô cùng là hiệu quả và tốt đẹp. Chính vì vậy cá nhân tôi cũng hướng cho hai công chúa nhà tôi sau này cũng sẽ kế cận cái doanh nghiệp này cũng như là làm ngành lĩnh vực bất động sản. Nên là nó thực sự tốt mà. Nên là mình cũng phải thẳng thắn tập với cách đàm phán với người thân. Ok, anh sẽ làm vừa phải đàm phán khách hàng, vừa đàm phán với người thân, vừa đàm phán với chủ đầu tư. Chính xác. Đây là một cái câu hỏi mà em cũng chưa được bị thay trước đâu. Em câu hỏi này bây giờ là rất là cái vấn đề về hoa hồng nha. Là luôn là vấn đề gọi là nhức nhối, vấn đề đau đầu. Thì cái việc của hoa hồng thì bên anh tức là ở đây là nhức nhối với bên vấn đề về lậu. Rất nhiều đại lý là họ em biết rất nhiều sale gặp em kêu gọi rằng là một đại lý giữ hoa hồng lâu quá. Rồi là không phải là thấp hay cao nhé, mà vấn đề là giữ hoa hồng lâu quá. Nhiều khi là nhiều các bạn em bán các sản phẩm thậm chí là 6 tháng 1 năm bạn chưa lấy tiền hoa hồng được. Thì không phải bạn nào cũng có cái gọi là cái chi phí để mà tồn tại được. Vì là em có gọi là muốn thành công, tức là muốn mà ông bán hàng tốt thì tồn tại đã, đúng không anh? Thì anh trả lời anh bên anh như thế nào? Em hỏi cho bên anh như thế nào? Điều này thì như cái từ minh bạch mà mình nói bên mình là thế độ về hoa hồng như nào, chụp màn hình luôn, công bố luôn. Thì vậy là anh em rất là happy. Với lại cái nguyên nhân ở đây nữa là anh em cũng nên chọn đối tác mà mình phân phối là cái đối tác chậm hay là nhanh hay là đúng. Bởi vì chậm, bởi vì chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta đang quản lý rất là nhiều người mà chúng ta không để ý về cái vấn đề này. Đây cũng là một cái vấn đề mà vì sao chất xám chảy ra đi. Hay như rất nhiều người giỏi ra đi, hay rất nhiều người không theo được, bản chất là người ta không tồn tại được chỉ vì về vấn đề về tài chính. Cá nhân chúng tôi thì chúng tôi cũng đi lên từ thợ thì vốn chúng tôi không có nhiều, nhưng quan điểm chúng tôi là minh bạch rõ ràng về lần nào và công bố nhà. Nhưng đấy chúng tôi chọn chủ đầu tư uy tín và đúng tiến độ để chúng tôi làm. Chủ đầu tư nào mà như mà không có chuẩn là chúng tôi sẽ dần dần phương lui. Rất nhất quyết là cái đầu vào là tôi làm như thế. Cái thứ hai là gì, về ra sao thì mình chia đúng như vậy. Và những cái bạn thực sự khó khăn thì đương nhiên phải có giao dịch nhá, đương nhiên phải có giao dịch thì chúng tôi vẫn có cái linh hoạt để hỗ trợ. Nhưng mà mọi người phải chốt được. Chúng tôi vẫn có cái linh hoạt bởi vì chúng tôi đi lên từ thợ thì chúng tôi cũng hiểu về cảm giác của anh em như nào. Nên là chúng tôi lại kêu gọi mọi người thỉnh thoảng phải chia sẻ với chúng tôi, nhiều khi chúng tôi không quản lý hết. Thế thì phải chia sẻ với bên kế toán, tài chính hoặc là bên phòng kinh doanh để cùng nhau hiểu và cùng nhau xem một chút là được thôi. Nhưng mà vấn đề là phải lại câu quan lại qua hai câu chuyện là rõ ràng với bạn chính xác, đúng không ạ? Và cái người lãnh đạo là phải thực sự là phải có uy tín và quan tâm thì cái anh em ở thế giới nó mới thực ra là tôi cũng nói một sự thật nữa, trong làm doanh nghiệp bất động sản là nó không có lời nhiều, thế là phải nói một sự thật. Cái câu này em khép lại chút này là anh Tuấn nói rằng là mở sàn bất động sản không có lời nhiều. Không có lời. Tại vì là em biết anh em mình năm em nhớ lần trước em mình làm chương trình Hồ Chí Minh thì là cái thống kê cái tỷ lệ mà gọi là mở doanh nghiệp mới lĩnh bất động sản cực kỳ nhiều. Không biết năm nay có thế không? Sẽ vẫn như vậy thôi. Năm 2018 sẽ lại là một năm mở rất nhiều. 2019 thì chưa biết. Đó. Thì quay trở về nhá. Quay trở về là không có lời nhiều lắm đâu. Nó chỉ có lời khi anh chị đã làm sau từ 3 đến 5 năm. Và nó chỉ có lời khi anh chị biết cách chơi với những người ngoài, với những người đối bụng của mình. Chỉ có lời. Như vậy là khéo, như vậy là như anh nói, lúc đầu tiên anh em vẫn nhớ anh nói rằng là thà là làm sale hẹn sớm hơn. Chính xác. Đúng không anh? Tháng em bán một hàng giao dịch vẫn kiếm 500-600 ví dụ về từ biển đúng không anh? Còn hơn là đi làm nông nghiệp, khéo không bằng. Thực ra tôi cũng may mắn, tại sao tôi nói ra điều này chỉ đơn giản là tôi cũng gặp rất nhiều khách hàng của chúng tôi cũng là chủ doanh nghiệp nhưng họ đã vượt qua được 15 năm, 20 năm. Thì họ cũng nói thẳng một sự thật là thời em đầu em không có vốn, các thứ mọi thứ em không có kinh nghiệm, không có thậm chí em phải bỏ thời gian đi học thì đương nhiên là không có kết quả cao được. Nó cũng có nhưng không phải cao được. Như chúng tôi mỗi một năm là chúng tôi chỉ có được 20% lợi nhuận. 20%. Nhưng mà em nghĩ là không bằng thời loại bán hàng.
Thực ra là chúng tôi có nhiều cách kiếm tiền nó khác hơn nữa. Chúng tôi chơi với những người anh người em ở những thị trường xa, chúng tôi có nhiều các cái mối để đầu tư. Yeah. Nên chúng tôi okay. có nhiều cách để kiếm tiền chứ không hẳn chỉ là doanh nghiệp của mình. Thế là bí mật của bạn nữa là ngoài việc doanh số bán hàng ra thì các ông phải đầu tư thêm nữa. Rồi, em có hai câu, tức là bây giờ phần này nhé, có hai câu hỏi cuối cùng của em thôi, còn câu hỏi bạn nữa thì em mới check lại để bạn xem anh em nó có hỏi không. Thế là có câu hỏi rồi. Từ lúc mà có hai câu hỏi, một câu hỏi liên quan đến là tầm nhìn xa hơn, anh nói là tầm 10 năm, 20 năm thì hiện tại ở năm sau hiện tại được 3 năm rồi anh. Thì không biết là mục tiêu 5 năm nữa thì mình đặt mục tiêu như thế nào, 10 năm nữa thì như thế nào, và có được khoản tiền. Một câu hỏi thứ hai đấy là tổng khi mà từ lúc thành lập bây giờ là 3 năm của anh thì tổng số lượng sale vào anh đã ăn trần khoảng bao nhiêu sale không? Đấy, và hiện tại là 200 đúng không ạ? Và đã ra đi bao nhiêu người? Đấy, và tồn tại bao nhiêu người? Đấy là câu hỏi em nghĩ cũng khá là khoai đấy. Chẳng là anh có nhớ không? Anh có nhớ không? Vấn đề là khoai không phải khó mà anh có nhớ không? Nhớ. Ok, trả lời đi, câu hỏi tiền là số lượng trong 3 năm vừa rồi là bao nhiêu sale vào đi anh? Bao nhiêu sale vào ngoài? Nếu mà chính thức làm thì được tầm hơn 300, gần 400. Và ngoài ra thì rất nhiều người xin làm cộng tác viên chúng tôi về. Mình tính cố định. Cố định là 400. Như vậy là bây giờ hiện tại 200. Như vậy là khoảng tầm 50-50 nhỉ? 50-50. Đấy là chúng tôi vẫn có cái lời khuyên rất thẳng thắn. Có hai lớp, lớp là dành cho những cái cấp quản lý lãnh đạo. Cái thứ hai là anh em bình thường. Thì chúng tôi vẫn có một lời khuyên. Ví dụ không đủ năng lực làm các sản phẩm cao cấp thì có thể bán dòng condotel. Không đủ để bán bất động sản nghỉ dưỡng có thể bán thổ cư hoặc làm các thị trường ngách cho thuê. Bởi vì chúng tôi ngoài cái vấn đề anh em về làm với mình, chúng tôi còn định hướng nghề nghiệp. Hoặc chúng tôi thấy những người mà không phù hợp với bất động sản thì chúng tôi cũng nói thẳng. Hoặc các bạn không thấy phù hợp với năm sao với cái phân khúc này thì cũng nên thẳng thắn trao đổi. Bởi vì trong bất kỳ một cuộc chơi nào chúng ta cần phải có cái chiến thắng về chính mình. Trên thị trường nói chung thì tỷ lệ 80-20. Như vậy là có làm năm sau nó có một cái gì đấy nó hơn ở bên ngoài rồi. Lý do tại sao mà em nghĩ đến một phần, lý do tại sao mà em thành công được. Một câu hỏi nữa, câu hỏi tiếp theo anh, tức là cái tầm nhìn ok, bây giờ mình doanh nghiệp mình được 3 năm, tức là mục tiêu 5 năm tới và xa hơn nữa là 10 năm tới thì mình sẽ thế nào, anh chia sẻ một chút. Cái này rõ như trong lòng bàn tay. Bằng chứng là chúng tôi được vừa mới kỷ niệm mới sinh nhật năm sau 3 năm thì chúng tôi đã thấy một công ty của 5 năm, 10 năm và 20 năm. Trong 5 năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng cái thế mạnh của mình với một số tập đoàn uy tín như là Vingroup và một số tập đoàn nữa. Bên cạnh đấy là chúng tôi sẽ mở rộng sân chơi ra các thị trường bất động sản nước ngoài, SIP, Mỹ và Úc. Đó chính là cái thị trường mà chúng tôi đang chuẩn bị triển khai trong một cái giai đoạn cuối năm. Nó sẽ mang tầm vóc một công ty của quốc tế chứ không phải nội địa trong năm sao ở Việt Nam. Đa dạng sản phẩm không phải là nước ngoài. Đa dạng sản phẩm nhưng mà sẽ mang nhiều thương hiệu khác nữa. Như chúng tôi đã thành lập thêm một thương hiệu là VNC. Rồi chúng tôi muốn bộ máy quản trị khác, bộ máy quản trị từ những người của mình hoặc từ người ngoài vào. Cái thứ hai là đối tượng anh em sale cũng là khác. Chứ chúng tôi không muốn cho anh em một người bán nhiều sản phẩm. Chúng tôi phải phân tách. Tôi vẫn nói với mọi người là gì? Phân tách và chuyên biệt hóa. Năm sau vẫn là gắn liền với Vinpearl với các sản phẩm biệt thự biển. Còn VNC sẽ là các sản phẩm nước ngoài và một số các chủ đầu tư khác. Chúng tôi phân tách rất rõ. Thế em bảo thêm với anh, khi mà anh nói mô hình là mình mở rộng ra ấy, mô hình cái tập đoàn nhiều hơn thì anh có một hướng tới cái hình mẫu tập đoàn ở Việt Nam họ quốc tế không? Hình mẫu của tập đoàn giống thế thì bao giờ mình làm có? Có, bằng chứng là chúng tôi có cái chuyến công tác du lịch sang Singapore gặp một cái anh tên là Carrefour, những người mà đi lên từ một người làm chính trị một quân nhân. Và sau đó anh em cũng có cái thành công và hệ thống nhân sự của anh bây giờ gần 10.000 người, quả là khủng khiếp luôn. Và tôi cũng có những cái trao đổi thường xuyên với anh đấy. Đấy cũng là một những người mà tôi khá là ấn tượng về những cái hệ thống mà anh xây dựng. Cái thứ hai là chúng tôi cũng có sang nước ngoài để chơi và hợp tác với các tập đoàn nước ngoài, họ có 30 mấy năm kinh nghiệm để mình học hỏi họ. Ở Việt Nam thì tôi cũng khá là thích các cái mô hình như của Đất Xanh, như của Hưng Thịnh. Đó là những cái người mà tôi cũng khá là thích vì họ. Xem anh biết không? Xem thì tôi thấy một số cái tôi chưa có ưng lòng. Kết quả thì tôi thấy rất tốt nhưng mà
một số cái không ưng. Không ưng nói. Thế mình cá nhân mình bạn cũng cá nhân mình mà cá nhân. Đó, thì tôi thích một vài cái phong cách như của Dung Thịnh và Đất Xanh. Đó. Và thích những cái hình mẫu của nước ngoài nhiều hơn, tại vì cá nhân tôi thì rất là may mắn làm cho các tập đoàn của Mỹ, tập đoàn nước ngoài, như vậy tôi bị ảnh hưởng rất nhiều về cái chủ đầu tư bạn. Thì tạm thời anh em kết thúc phần 1 thì anh ấy đã uống hết nước rồi. Thì nếu mà anh em mà có câu hỏi nào khó khăn khó hơn hoặc là thì anh em cứ comment thì tôi đã được. Phần thứ hai là cái phần tôi sẽ lấy cái câu hỏi mà trả lời các anh em comment và cái câu hỏi các anh em đã gửi trước về thì anh có hỏi anh. Em nghĩ là phần 2 là khó ăn nữa. Thì em nào mà các bạn nào hỗ trợ đấy cũng giúp cũng rất anh Tuấn cả khi không thì anh tí anh em phải mồ hôi ra. Thì phần đầu tiên là như vậy đã xong nhé, thì em là tiếp phần thứ hai. Thì thời gian thì chúng em đang đặt lịch của anh là 45 phút. Nhưng mà có thể là di du một chút anh nhé, di du một chút. Câu hỏi rất là nhiều. Đó. Thì nó có một vài câu hỏi tiếp theo. Đây và câu hỏi tiếp theo đây. Có một bạn là Miss Siro thì em cũng góp ý bạn này luôn, nếu bạn có email là phạm.vuong@gmail.com nên lần sau mà bạn hỏi một cái chương trình bất kỳ nào đó hay tham gia cái gì đó thì bạn nên để tên thật. Đấy, vì chúng ta đều là những cái người mà sống bằng người thật với nhau. Nhưng mà câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là hay, đúng không nhỉ? Là câu hỏi này rất là có phải ngày xưa anh làm đa cấp nên bây giờ bán bộ sản rất tốt và có cách nào để và làm cách nào để trả hoa hồng thấp thôi mà nhân viên vẫn đi theo mình? Thằng này hai câu hỏi, đó là một câu hỏi của gồm hai vấn đề. Chính xác, tôi đã từng làm đa cấp và bây giờ tôi vẫn làm. Tôi vẫn dành cho 5-10% quỹ thời gian của mình để làm cho bên Hubline. Đây là một công ty mà đã có CR7 luôn dùng và tại sao tôi rất thích công ty này. Vì tôi được may mắn được gặp những người anh, những người thân tượng của tôi. Và bây giờ tôi vẫn phải cố tình đi chơi gốc để gần với các anh ấy hơn. Vì các anh cũng là những chủ doanh nghiệp rất là thành công. Yeah. Chính vì vậy là tôi có cái thành công ngày hôm nay nó do hai công việc. Một là công việc trước đây là tôi có một hệ thống các dự án về chụp ảnh, thế là phải nói sự thật, tôi đã từng làm về quay phim chụp hình. Thứ hai là làm với lĩnh vực MLM hay gọi là bán hàng đa cấp, thế là sự thật và bây giờ tôi vẫn làm. Tôi học được hai điều, một là cái cách chăm sóc sức khỏe của mình, nên chị như hôm vừa rồi chúng ta học VSC chúng tôi lại nói với nhau về vấn đề sức khỏe. Có làm đến bao nhiêu tiền thì cuối cùng cũng phải khỏe và đẹp, và đây cũng là điều mà tất cả ai cũng phải hướng tới. Thì tôi đã có may mắn và mở khóa được cái này. Dạ. Cho nên vậy là tôi rất là tự tin về sức khỏe gia đình mình và trong công ty của mình vậy, tôi vẫn chia sẻ với anh em về cái đó. Chứ về cái gì giá trị thì mọi người nên công nhận và ghi nhận nó, đừng phủ nhận. Đó. Và gì phải tôn vinh, phải biết ơn những người trong quá khứ, những người thầy trong quá khứ. Dạ. Chứ vậy là biết sao, biết ơn. Ừ. Và năm sau có những ngày hôm nay là do những người anh, người thầy của mình trong hai công việc cũ. Dạ. Và thì tuyệt vời là họ lại chính là khách hàng của chúng tôi. Với chiến là chúng tôi là những người em, người học trò ngoan. Tôi cũng rất thích những người em của mình với nghề ảnh hay với nghề bất động sản là những học trò ngoan. Đừng có đá lại, đừng có qua cầu dứt bát. Mình thực sự phải biết ơn người ta. Và đến bây giờ thì sao? Rất là vui là gần như vũ trụ gửi đến cho mình những điều tốt đẹp nhất. Rất là nhiều khách hàng đến từ những ngành nghề cũ. Đấy là một cái phần mà chúng tôi may mắn. Ok, thế là anh đồng ý việc là làm đa cấp giúp anh bán tốt như bây giờ đúng không? Có hay không ạ? Có, ok. Thế vế thứ hai, có nhớ không ạ? Cái này các bạn. Vế thứ hai là hoa hồng thấp, mà tại sao anh em vẫn ở lại? Thế em nghĩ câu hỏi này cũng không đúng rồi, phần trước rồi, thế là minh bạch rõ ràng. Đúng rồi. Hệ thống đào tạo tốt, ok. Và một cái nữa mình muốn nhấn mạnh đó chính là cái người lãnh đạo, cái người huấn luyện viên phải thực sự có giá trị. Tất nhiên tại sao tôi vẫn chưa minh bên chưa với tôi. Đương nhiên là anh em rất là sòng phẳng, rất là fair play với nhau. Ngược lại là anh em có cái giá trị riêng. Tôi lại học được từ Minh mặc dù là một người ít tuổi, nhưng tôi lại học từ Minh là một người nhiệt huyết và rất là giỏi về marketing. Đó. Thế vậy anh em vẫn có cái giá trị với nhau và sao? Cá nhân tôi thì khi mà Minh xưng tôi là anh thì tôi vẫn giữ mình phải là người anh và một người có giá trị. Và cách là tôi luôn đi học hỏi những cái gì hay tôi chia sẻ về cho anh em. Ok anh, cảm ơn anh. Thế em nghĩ cái câu hỏi, cái câu trả lời anh cũng khá đầy đủ hơn dẫn rồi. Thì một cái câu hỏi nữa là cái câu hỏi này thì em nghĩ cũng cái bao trùm này. Tức làm sao để tiếp cận khách hàng có tài chính 100 tỷ? Câu hỏi như em anh có trả lời không? Nếu mà còn thời gian thì trả lời. Ok. Mình đã
làm như này rồi mình đã mở hàng nó phải xông xích. Cảm ơn anh. Ok, thì câu hỏi là làm thế nào để tiếp cận khách hàng có tài chính trong thì thực ra tiếp cận rất khó, mình phải nói thẳng. Giống như bây giờ bạn vào một phòng gym Cali, đến một sân tập quốc, thế thì bây giờ bạn phải xem review lại mình đã, mình ăn mặc thế nào, mình không cần phải đồ hàng hiệu và cái thái độ phục vụ của mình như thế nào. Tôi rất là cần mọi người phải có một cái thái độ phục vụ. Ngay cái cá nhân tôi bây giờ tôi phải có thái độ phục vụ, và sau đấy là mình phải vào mình xem cái người đánh cốt như là người ta xem người tập gym nào. Chứ mọi người bây giờ đừng có bú xua vào à anh Minh đang tập quốc vào lấn sân và xin số và trả. Người ta rất là coi khinh những người đó, những kiểu trào lưu chỉ sang trào lưu không bạn hãy trở thành một người bạn của người ta chơi để am hiểu về cái, giống như chúng tôi đánh hiền cốt chưa bao giờ chúng tôi mảy may là đi đánh cốt để bán hàng, chưa có điều đó. Bây giờ chúng ta phải làm khác đi, biết là môn đó, thị trường đó, hội thảo đó là tiếp cận được người, nhưng mình phải có giá trị với một ai đó. Đặc biệt với khách hàng trăm tỷ thì các bạn phải thực sự có giá trị nhiều. Thì ở đây là cái thái độ phục vụ và cái chân thành. Cái người trăm tỷ hay cái người 10 tỷ thôi là chúng ta phải chân thành đó, nên là mình phải có giá trị phục vụ đó. Thì ở đây mình dần dần đã bây giờ mình đặt mục tiêu tiếp cận khách hàng 5 tỷ đã, 10 tỷ, 50 tỷ đã, nên 100 tỷ. Chứ bộ một phát nó rất là khó, bởi vì nó phải có cả một lộ trình, cũng như là bạn phải thực sự xứng đáng với những cái người hàng trăm tỷ đó. Nên là bây giờ mình mở khóa từng cái lớp thang nhỏ, sau đấy thì nó sẽ làm cái dễ hơn. Và lúc đấy thì sao? Có một cái sự thật nữa là mọi người phải chấp nhận sai, chấp nhận có những cái nó fail, nhưng không sao, mình về mình làm lại, cứ thế mình mở khóa dần dần là mình sẽ làm được. Tức là mà lúc nay em hiểu như anh là muốn tiếp cận khách hàng 100 tỷ thì chúng ta bắt đầu từ khách hàng 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ vân vân. Và khi tiếp cận với họ thì bằng cái thái độ và cái kiến thức rất là tốt thì mới tiếp cận với họ được. Còn nếu mà ngay lập tức như bây giờ mà các bạn chưa từng tiếp xúc bao giờ mà họ mà bạn tiếp cận thì cái tỷ lệ fail rất là cao, bởi vì người ta không bạn không xứng tầm. Cái thứ hai là người ta có quá nhiều sự chuyên nghiệp và bản chất họ đã là một khách hàng của ai đó rồi. Bây giờ bạn muốn nhảy vào, đương nhiên bạn phải có giá trị hơn người kia, sự phục vụ của bạn tốt hơn người kia. Bạn này có hỏi, thật ra cái ý của bạn này có hỏi một phần nữa, cái cách tiếp cận. Chưa bạn chưa còn nói là phải tiếp cận xong rồi làm gì. Em mình đang nói là phải tiếp cận xong rồi, thì mình thái độ như thế nào xong rồi đúng không? Thì bạn hỏi cách tiếp cận, ví dụ như anh thì anh bán hàng sẽ tiếp cận bằng cách nào? Bạn thờ rơi, SEO, quảng cáo, những kiểu gì? Thực ra mọi người đừng có nghĩ cái nghề bất động sản phức tạp, hay như nó thực sự đơn giản. Như ngày xưa thì chúng tôi 2010 chúng tôi chỉ cần đăng tin lên là được. Thì bây giờ đăng tin vẫn là một công cụ hiệu quả. Okay. Quan trọng là cái tin. Tại sao cùng là một người nói mà người ta hấp dẫn, sao mình nói lại không hấp dẫn? Nên chúng ta cần phải xem lại cái tiêu đề và cái nội dung và cái hình ảnh. Yeah. Đó. Nên là bản chất ở đây mọi người đừng có nghĩ là làm bất động sản là phải có cái gì đó phức tạp hóa và phải thế này. Chúng tôi làm cực kỳ đơn giản. Thậm chí bây giờ chúng tôi vẫn dùng là làm tờ rơi. Rất đơn giản. Đấy, nhưng mà bạn có phải là một nghệ nhân phát tờ rơi hay không? Nghệ nhân. Chính xác. Hay như là như anh Hưng cũng nói gì, bạn có phải là một gì trong bệnh viện, bạn có phải là một giáo sư hay không? Hay bạn chỉ là những cái y tá tầm thường? Bạn có phải là phó giáo sư tiến sĩ hay không? Và tại sao mình không là phó giáo sư tiến sĩ trong ngành bất động sản? Thế thì trong cái việc đăng tin, bạn cũng phải là cái người nghệ sĩ đó, và cái người nghệ nhân đó. Mình phải uyên thâm vào đó, từng cái công cụ. Bởi vì nó vẫn hiệu quả. Ok, em đang một chút ở cái này lâu nay ý anh nói rằng là làm cái gì cũng phải làm một cách là tránh số 1. Đúng rồi, lâu nay chính xác. Đăng tin là phải đăng tin đẹp nhất, tin phải đăng tốt nhất, rồi bật ngay, bật nhất. Ok. Thế là cái kinh nghiệm rất là quý báu cho các bạn khi mà mới tham gia bất động sản. Khi các bạn đầu tiên được vào các sản bất động sản, thường các bạn sẽ phải là gửi email, phát tờ rơi hoặc là sale. Thì khi mà các bạn muốn bắt đầu một cái thứ nó cao hơn, đúng là quan hệ giao tiếp vân vân, thì các bạn phải làm tốt nhất cái nhỏ nhất đã. Còn khi mà các bạn chưa làm tốt nhất cái nhỏ đấy, tốt nhất có thể là gì, là tốt nhất trong đó đấy, tốt nhất trong sản đấy đúng không anh, hoặc tốt nhất trong cái sản phẩm đấy, sau đó anh nghĩ cao hơn. Chỉ sao? Ok anh, ok. Thế đây là em nghĩ đây là một cái rất là hay. Tiếp theo một cái câu hỏi với anh nhé. Đây vì anh là chuyên sâu trong sản nghỉ dưỡng, thì bạn hỏi một câu này, bạn có Hà Việt Hải. Ok, anh hỏi là các bạn ở dưới các bạn, em có test được cái tiếng không? Tại vì là một số bạn đang kêu hơi ồn một tí. Ồn. Thì sẽ test cho anh em. Em có ồn quá không?
Thì bạn ấy vẫn có hỏi, bạn Hải vẫn có hỏi là anh có thể đưa nhận định của mình về thị trường bất động sản cuối 2018, đầu 2019 và trong thời gian này nếu một người bắt tay vào làm số bất động sản thì có ổn không? Đấy. Đấy, tức là anh phải đưa ra nhận định về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng anh em là cuối năm 2018, nửa cuối 2018 và đầu 2019. Và nếu mọi người bây giờ anh có khuyên một người mà làm thẳng nghỉ dưỡng có khuyên đi làm không? Rất chân thành thôi. Thứ nhất là 2018, 6 tháng còn năm nó sẽ rất là mạnh mẽ, nó sẽ rất là nhiều cơ hội để anh em nhiều sale bất động sản đổi đời. Nhưng ngược lại vẫn sẽ có người không đổi đời. Chỉ đơn giản là cái việc học tập và tìm những cái người thầy môi trường nó chưa có khớp, như vậy phải khớp cái đó. 2019 thì mình từ từ mình tính nhá. Mình làm từ năm 51 đã cho nó chắc. Còn về lâu về dài, kể cả thị trường đi xuống, nó có thể chạm đáy, tôi vẫn có một lời khuyên rất chân thành. Bởi vì tôi may mắn tiếp xúc được những người làm chuyên nghiệp với nghề, thì họ vẫn tồn tại, thậm chí họ còn nhiều tiền hơn cái giai đoạn mà thị trường lên. Bởi lúc đó sao? Sẽ rất nhiều người out khỏi cuộc chơi. Nên là mình sẽ chọn hai đối tượng, sóng lên thì nhà đầu tư và nhà đầu cơ, còn sóng xuống thì khách hàng thật và nhà đầu tư thật sẽ ở lại. Thế là bạn chọn một cái phân khúc nó đúng cái đối tượng đó thì bạn sẽ tồn tại, thậm chí bạn còn giàu hơn cả giai đoạn trước và còn ít cạnh tranh hơn. Nên là 2019 kể cả những 2020 hay thị trường đi xuống vẫn thành công và chúng tôi vẫn sẽ giữ làm sao ở cái format như thế. Nôm na là lời khuyên các bạn nên là em nghĩ anh em có rất là nhanh. Nôm na là gì, là đừng quan tâm đến thị trường quá, chính xác, hãy quan tâm đến tiền, đến cái khách hàng, đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng, chân dung khách hàng, chân dung khách hàng và năng cao năng lực của bản thân, thái độ của bản thân, kiến thức của bản thân lên thì ông lên ông xuống, thị trường lên ông xuống thì không ảnh hưởng, khỏi hiểu là nó lên thì nhiều người theo nhưng ông vẫn có chất, ông vẫn sống được, nó xuống nó đi hết thì mình vẫn có chất, thì mình vẫn thậm chí rất ổn, anh nói rất ổn, rất ổn luôn. Ok anh. Một cái câu hỏi nữa của một cái bạn tên là hình như còn cái vế gì nữa nhỉ, vế thứ ba à, thì chẳng đi lên thì sao như còn vế thứ ba của cái câu đấy thì để một bạn nữa nào, tức là một người mới bắt đầu vào thì thấy mình chỉ nhớ tôi làm sale bất động sản ổn không, tức là một người bắt đầu vào làm bất động sản nghỉ dưỡng giai đoạn này thì ổn không? Rất ổn. Nhưng ba lời khuyên, tìm cho mình một huấn luyện viên tốt, một môi trường tốt và một phân khúc thực sự là mình tâm huyết phân khúc bất động sản, người thầy cũng như là môi trường. Bởi vì bây giờ làm bất động sản mọi người đừng có mất thời gian để mà mò mẫm nữa, cái đấy chúng tôi đã trải qua rồi. Bây giờ hãy thông minh bằng cách là rút ngắn thời gian. Chúng tôi bằng chứng, chúng tôi có những tấm gương 92, 93, thậm chí thu nhập năm vừa rồi còn ngang với chúng tôi, hơn cả chúng tôi. Chỉ đơn giản là họ biết cách tận dụng người khác, tận dụng những cái nguồn lực về nhân lực. Chứ vậy là phải khôn khéo về vấn đề này, đừng có mất thời gian. Đương nhiên nó cũng sẽ được thành công thôi, nhưng nó quá mất thời gian. Thay vì làm 3 năm là 1 năm thôi. Đúng là đúng như 3 năm khủng lồ. Chính xác. Giống như chúng tôi tại sao chúng tôi lại chọn Vingroup? Tổng bằng chứng là mọi người thấy. Quá có 7 phút em cho hỏi thêm 1 câu nữa, 1 câu nữa. Tức là anh cho biết là cái tổng liên lạc, cái tổng của số lượng bất động sản nghỉ dưỡng thị trường là bao nhiêu, cái hai là cái số lượng sale đang tham gia bán bất động sản nghỉ dưỡng là bao nhiêu, con số anh nói được không? Cũng đoán được, tại vì tôi cũng có nghiên cứu rất nhiều chủ đầu tư và tìm hiểu thêm. Thì cái dung lượng thị trường thì sản phẩm cũng phải chia sẻ chân thành với anh chị là sản phẩm tốt và sản phẩm có của chủ đầu tư năng lực và đơn vị vận hành có năng lực thì rất là ít, để chỉ đến một nửa bàn tay, thậm chí trong một cái bàn tay chỉ có một vài chủ đầu tư. Thì vậy anh chị hãy chọn cái chủ đầu tư uy tín mà làm, bởi vì nó còn liên quan rất nhiều vấn đề về sau, khai thác khách như thế nào, như là về service ra sao. Đó. Thì cái tôi vẫn biết là phải có đến một độ tầm riêng biệt thự viện, thì tôi biết là nó phải có tầm từ 2-3 nghìn sản phẩm. Condotel thì gấp đôi lên. Là tầm từ 4-6 nghìn sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà biệt thự biển thì chỉ có một tầm từ 1-1.000, hơn 1.000 là sản phẩm tốt. Condotel chỉ được từ 3-4 nghìn. Nên là mình phải cân đối về cái này. Số lượng sale là nhiều. Số lượng sale thì nhiều lắm. Nhưng mà nó có một cái sự thật nữa, nên
đây chính là cái lý do mà tôi cần một người phải chuyên tâm với nghề. Hiện nay với làm cho một số các chủ đầu tư, chúng ta có thể liệt kê ra 4-5 chủ đầu tư thì ở một tầm từ 3-4k, tương đương từ 3-4.000 người. Nhưng có một sự thật là chỉ có được tầm mấy trăm người làm chuyên tâm, chuyên sâu một dự án, không chuyên sâu một dự án và focus về một dự án đó. Còn hầu hết là thì toàn tạo sóng cho những người làm chuyên nghiệp đó thôi, bằng cách là dở những chiêu trò như cắt phí hoặc là chụp giật bán lướt sóng. Trên vậy là thực tế là chỉ có 3-4k người làm lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng thực tế chỉ có tầm chưa đến một nghìn. Tôi chỉ nắm đến được một tay 500 là quá sông sênh luôn. Những người thực sự chuyên tâm với các sản phẩm. Còn lại là 2,000 đó chỉ là đi tạo sóng, chỉ là dở chiêu trò, thì chắc chắn là những người này sớm sẽ bỏ cuộc. Đây là một lời khuyên dành cho những người. Tại sao tôi lại biết được con số như vậy? Chỉ đơn giản là hàng ngày tôi tiếp xúc rất là nhiều và rất nhiều anh em trao đổi với tôi. Thì tôi có một cái lời khuyên là mình hãy giống như tất cả những ngành nghề mà có nhiều năm rồi, chúng ta lên chuyên môn và lên đi sâu với nghề thì chúng ta mới có cơ hội đổi đời, không như là có cái xe đẹp và nhà đẹp, còn không thì chúng ta sẽ ảo tưởng và ảo mộng mà thôi. Một lời khuyên nghĩ rất là thực tế. Một cái câu hỏi nữa anh nhé, thì thằng kia hỏi anh Đỗ Xuân Long, anh này là anh đội bóng hay đá cho đội tuyển mình? Rất là sorry anh Long, là em giờ này phải chuyển sang môn golf, nên là có gì thì anh em mình cùng gặp sao hôm đó. Thì anh ấy hỏi câu hỏi này cũng được rất nhiều bạn đánh giá vào chất lượng. Một sale mới phải mất tối thiểu bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian thì mới có giao dịch đầu tiên nếu về với đội của làm sao? Anh nhớ câu hỏi nhá. Nhớ rồi. Mất bao nhiêu tiền để có giao dịch đầu tiên? Bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian nếu về đội anh làm sao? Cái này ấy, thì như chúng tôi đã từng công bố là đã mở khóa được đến tầm 300-400 người. Chứ vậy nên là bây giờ tôi đẩy vào trở về cái phần lớn đấy, đến 60-70% đấy là dành cho anh Long và những người khác, anh Long đó. Và Đỗ Xuân Long, và những người khác là anh chị. Cái quyết định bây giờ phải là anh chị. Cái này chúng tôi đã mở khóa được 300 người, 200 người và tỷ lệ chúng tôi là 80-20, như bên ngoài là 20-80, bên tôi thì ngược lại 80% của những người có hoa hồng, còn lại 20% không có. Chứ vậy là gần đây nhất chúng tôi cũng đã chứng minh ở những khóa K6, K7 ở Sài Gòn, Hà Nội thì có những người vào 1 tháng, 2 tháng là đã có kết quả. Có những người thì vẫn phải là 2-3 tháng, có người vẫn chưa. Thế thì lý do thì sao? Lý do là do mình. Còn chúng tôi vẫn đảm bảo tích ke về vấn đề về đào tạo, tích ke về huấn luyện viên, tích ke về những người quản lý. Thực sự là chúng tôi đang chuyên môn hóa và đang có những cái thuê những cái cố vấn chuyên gia, cố vấn về doanh nghiệp cũng như là về cấp quản lý. Thậm chí chúng tôi tiền năm sau hiện nay chi rất mạnh tay hàng tỷ đồng về cái việc cố vấn, thuê những chuyên gia về tham vấn cho doanh nghiệp của mình, chinh phục các lớp thang về quản lý và xây dựng hệ thống. Nên là chốt hạ là gì, là nhanh hay không ấy, thì chúng tôi đã có bằng chứng là có người 1-2 tháng và cuối cùng vẫn phải là bản chất là ở anh Long và rất nhiều anh em khác. Là thứ nhất là cái động lực của mình có đủ lớn hay không. Giống như thế này, hôm vừa rồi thì chúng tôi lại có một cái ví dụ rất là vui, hơi rông dài một chút. Nó có hai cái tòa nhà như thế này. Đây là một cái tòa nhà A và đây là một cái tòa nhà B. Thế thì nó có một cầu thang rất là nhỏ bắc sang đây. Thế thì câu hỏi đặt ra làm thế nào để chúng ta sang cái tòa nhà B một cách nhanh nhất. Thế thì bây giờ anh Minh cho tôi hỏi, khi mà tôi cho anh 100 triệu hoặc 1 tỷ thì anh có, mà lúc này là cái tòa nhà nó đang cháy, cái tòa nhà này không cháy, anh đang ở giống như anh em mình đang ở cái tòa nhà 5-6 building đơn và tòa bên kia là tòa đối diện và tòa nó đang cháy. Thế thì tôi muốn nhờ anh Minh sang đây lấy cho tôi các cái tài liệu và tôi cho anh Minh 500 triệu hoặc 1 tỷ, anh Minh mới dám sang. Em không sang, chết thì tiêu đâu. Cái câu chuyện ở đây, cái mấu chốt ở đây nó là động lực. Thế nếu ở đây là con Minh thì Minh có sang? Sang, đương nhiên. Bố mẹ Minh có sang? Sang. Cái câu chuyện ở đây nó là động lực. Nhanh hay chậm, lúc này nó chỉ là tích tắc thôi. Do anh chị. Nên là cái động lực và cái mục tiêu của mình nó rất là quan trọng. Và tại sao chúng tôi đặt mục tiêu nó rất là thị trường nó đi xuống nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu và chúng tôi phải chinh phục được. Với câu chuyện lúc này là chúng tôi luôn chơi những cuộc chơi nó là gì, chỉ còn những ngày cuối cùng để sống. Chính vậy nên là chúng tôi đang hết sức nỗ lực như là truyền cho những nhân sự phía dưới của mình là thực sự làm là phải nghiêm túc và rất là
cũng như anh Long hay rất nhiều anh chị em khác là phải rất là may mắn khi được vào với môi trường của chúng tôi. Với chúng tôi đảm bảo và cá nhân tôi đảm bảo ra là những người hàng ngũ lãnh đạo chúng tôi rất là có tâm. Và cái thứ hai nó thực sự là nói một cái từ là đam mê với nghề bất động sản. Và nó cao hơn cả cái cuộc sống tầm thường, nó là chinh phục những cái sứ mệnh cho ngành nghề tại Việt Nam. Đó, nên là chính vì vậy chúng tôi, cá nhân tôi cũng như là hàng ngũ lãnh đạo đảm bảo những người lãnh đạo thực sự là chuẩn mực cũng như là có cái uy tín trên thị trường. Ok, một cái câu hỏi cuối cùng. Cuối cùng thôi nhá. Cuối cùng. Okay. Over nhiều quá nó lại cuốn sách. Nếu ông lời khuyên thì anh khuyên gì cho các bạn quyết định mở sàn bất động sản trong thời điểm hiện tại? Một lời khuyên ngắn gọn. Nếu mà các bạn thích thể hiện, thích sân chơi, các bạn vẫn nên mở. Cá nhân tôi cũng dù vì có mở thì chúng tôi cũng phát triển tăng trưởng rất là nhiều. Nhưng có hai cái lý do các bạn phải làm. Một là cái tâm huyết và cái khả năng học hỏi không bao giờ dừng lại. Nếu các bạn muốn có một cái công ty nó có thương hiệu và hoàn tốt, chứ còn để một công ty làng nhàng hay một đội nhóm xưng danh công ty thì cũng được, tuy mỗi người có mục tiêu khác nhau. Ok, thì chương trình live stream thì 12 giờ trưa cùng Trần Minh thì đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh Tuấn đã nhận lời tham gia cùng em, thì rất là vui khi anh em mình nói lời cùng nhau. Xin phép anh thì anh có biết chưa? Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thành công. Chào anh. Chào Trần. Chào. Rồi tôi. Nói thật mà em, đúng Tuấn. Hay quá anh ạ.